Cho cô bác quý anh chị xem nè. Đây, đây là tả, đây là sữa bọc. Cô ơi, cô mai mốt cô đừng có giục mấy cái gác này xuống đây cô. Rồi, ở trên bờ nó giục lùm lum chút, không phải mình đâu. Dạ. Dạ không phải mình. Trên dạ. Nhà trọ được nó trôi ra nhiều lắm chút. Ờ. Dạ. Nghe ấy đau dữ không ta? Không dám quay cận cảnh luôn á, không dám nhờ dòm luôn á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại quận 8 của thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Bùi Hồ cùng với anh Hoa Lệ sẽ tiếp tục hành trình tìm về xóm Việt Kiều Campuchia hồi hương. Gọi là xóm Việt Kiều nhưng mà ở đây thì cuộc sống họ tận cùng của sự khó khăn, sống trong một cái môi trường cực kỳ ô nhiễm. Và đa số thì các cô chú cũng như là các em sống ở trong cái xóm Việt Kiều đó đều mang những cái bệnh về da cũng như là về đường hô hấp. Hôm nay thì được sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân thì Bùi Hồ cùng với anh Hoa Lệ trở lại xóm Việt Kiều để mà trao những cái phần quà yêu thương cho các bé bị bệnh để có tiền mua thuốc chữa bệnh. Thời tiết hiện bây giờ thì nhiệt độ khá là cao cô bác quý chị, tầm 34-35 độ C. Chạy thời tiết nắng như thế này mà cảm giác là gắt cả da mặt. Cô bác quý chị, đây là chợ Bình Điền hả anh Hoa? Đường qua chợ Bình Điền đúng không? Đây đó, cách đó còn xa không? Cây đó hơn cây nữa hả? Bùi Hồ được biết qua cái xóm Việt Kiều Campuchia này thì có sự giới thiệu của em Phong cũng như là anh Hoa, một số bạn ở trên Sài Gòn để tìm hiểu về cái cuộc sống của những cô chú ở nơi này. Thời tiết cực kỳ khó khăn. Cái nắng của Sài Gòn là một cái nắng của vùng Đông Nam Bộ, đất nó cao nên thành thử là cái việc mà nắng của nó nắng rất là hanh. Và ngay cả như hôm nay thì đi mặc tay ngắn, da của em nó bị gác hết à. Trời tay ngắn rồi. Trời quá. Cháy nắng à. Cháy nắng, đã đen rồi. Hôm nay lại còn vui hơn nữa. Ở đây là trong cái khuôn viên của chợ Bình Điền. Và đặc biệt là khi bước vào đây á, thì mình cảm nhận được một cái mùi nồng nặc từ cái việc mà những cái nông sản cũng như là cá tôm nó bị hôi á, bị chết á, rất ô nhiễm. Và đây là một cái con đường khác mà mình dẫn xuống xóm Việt Kiều. Trước đây á, thì hai lần trước đây thì Bùi Hồ đi với lại em Phong thì qua một cái bến đò Phú Định quận 8. Hôm nay thì lại được anh Hoa Lệ dẫn đi một cái con đường khác. Thật ra thì đường Sài Gòn thì Bùi Hồ không có biết nhiều. Và muốn đi được đến xóm các cô chú anh chị đó là phải đi trước đây thì mình không có quay cái con đường để xuống xóm Việt Kiều này là phải băng một cái dãy trọ dài như thế này cô bác quý anh chị. Thì có một xóm, một ngôi nhà ở dưới thì mướn cái ở đây cái căn phòng trọ không ở mà để lấy nước để sử dụng thôi. Bữa mình đi ở ngoài kia. Dạ, bữa hôm trước em đi đường bến Phú Định. Nhưng mà đi cái ngõ vô cũng đằng kia rồi, nhưng mà đi đi. Hôm nay thì được sự hỗ trợ của cô chị Xuyên ở Nhật Bản và cô Hội là Việt Kiều 7 thì vừa còn xuống đây để trao các phần quà yêu thương. Những cái cây cầu nè, cái camera trước kia thì Bùi Hồ quay nó rung lắc quá. Hôm nay thì lấy lại cái máy cũ quay cho cô bác quý anh chị các bạn xem để cho nó hết rung lắc. Cô ơi, cô. Dạ, chào cô. Dạ, chào chú. Nhớ con không? Dạ nhớ. Ôi, cái cầu này bước bánh nó bật không ta? Không sao, chú đi chú. Ôi. Đi không sao đâu, không có bật đâu. Ơi. Chú bước này miếng dán nè. Dạ. Bé này tên gì con quên rồi. An Nhiên chú. An Nhiên. Dạ.
Dạ. Còn bé con của anh Hùng là tên gì? Dạ Bình Quân. Bình Quân. Dạ. Ôi, hôm nay ăn cơm gì cô? Cầm chú ơi. Là chú. Đó. Dạ. Ăn gì vậy? Rau gì rồi, rau bụng ốc hả chú? Dạ. Với Nhiên khỏe không? Nói thì con nói chú nghe. Nói dạ con khỏe. Nói Nhiên đi. Ơi. Không dạ hả? Chú ơi, à. Chú đi ai vậy? Ủa cô đang làm gì hả cô? Trời ơi, chú ơi, còn miếng dầu tha mẹ nó cho nó đựng mục rồi chú. À, trét dầu chai á hả? Dạ, nó mục có chân rồi chú ơi. À, ra giữ bé. Cha nó. À, bữa nay anh Hùng có nhà hả cô? Dạ. Nè, để quay cận cảnh cho cô bác quý anh chị xem nè. Đây. Đây là tả. Đây là sữa bọc. Cô ơi, cô mai mốt cô đừng có dục mấy cái gác này xuống đây cô. Rồi ở trên bờ nó giục lùm lum hả chú? Không phải mình đâu. Dạ. Dạ không phải mình. Trên dạ. Nhà trọ được nó trôi ra nhiều lắm chú. Ờ. Dạ. Dạ mình cũng hạn chế mình. Dạ. Sao cho nó? Ở đây không có mình nên hàng ngày. Bé này có sử dụng tả không cô? Nó sử dụng bằng đêm á chú, con miếng à. Dạ. À. Rồi hôm trước nay mình đi khám bệnh cho bé chưa? Bé hả chú? Dạ. Không có đi khám chú ơi. Đi lấy thuốc cho bé chưa cô? Dạ không có. Ồ sao vậy? Không có tiền. Không có tiền. Dạ. Bị lấy lần nhiêu con quên mất tiêu rồi. Bị mắc lắm, như là cha nó mua một lần là 10 ngày. 10 ngày là nhiêu tiền cô? 10 ngày triệu mấy. Dạ. Dạ. 10 ngày mà giờ ngưng cũng mấy tuần rồi chú ơi. Là hết tiền. Hết tiền lâu rồi, hết tiền mấy tuần nay rồi chú. Chị mổ rồi sao rồi? Mẫu là hết rồi chú. Dạ. Hết rồi khỏe rồi, nó mới đi mặn bữa nay không biết có mặn chưa không biết nữa. Tại in bữa nay đi mặn hay gì. Cái đồng một mới kêu nó là phải uống thuốc cho nó teo lại. Dạ. Dạ, là bé An Nhiên 4 tuổi. Dạ. Dạ là hai chồng ảnh là chỉ có một bé đây thôi. Con bé đầu lòng. Ồ, một bé đây mà bây giờ bệnh vậy thôi đó, đâu có dám ra sinh nữa ha. Dạ. Rồi chị mổ đâu rồi cô? Đi làm bữa nay rồi chú. Mổ xong rồi đi làm rồi. Dạ đi làm mà nó cũng phải khỏe rồi chứ chú ơi, ở nhà trọ. Đi làm là làm gì? Làm cái gì vô cá cho người ta. À, vô cá vô hộp á. Dạ. Ngày kiếm được bao nhiêu cô biết không? Một ngày nó nói là có 200 một tháng 6 triệu mấy đó. Ừ. 6 triệu. 2 giờ chồng đi làm luôn. Dạ rồi nó thằng ba nó thì đi làm là hàng á chú. Dạ. Nhiều khi có chỗ kêu hàng xe đạp rồi hàng này hàng kia vậy đó. Ồ. Dạ. Ông gài mua thuốc chưa cho bé chứ cô? Chưa chú. Ừ. Chưa. Rồi mà mỗi lần mua và bé bao nhiêu tiền thuốc cho bé? Mua là mà cha nó mua là một uống 10 ngày á. Mà là một viên là 100 bảo hiểm. Dạ. Nó nằm ở ngoài có bảo hiểm. Nghĩa là dần ngoài danh sách bảo hiểm đúng không? Dạ đúng rồi. Là thuốc này là chú. Là mình phải chịu mua hết. Sao vỏ mình không nó không đó. Sao mình không bỏ bớt vỏ đi cô? Thôi. Cái đi. Cái này là một ngày uống một viên hay sao? Như sao? Một ngày 2 viên. Một ngày 2 viên. Dạ. Trời ơi. Nếu mà cái mạnh á thì một ngày một viên thì 150 mấy ngàn á thì ngày nó uống 2 viên. Yeah. Còn nếu mà một viên 100 ngàn á thì một ngày nó uống 4 viên. Phải uống suốt đời luôn. Sắp đôi. Rồi bác sĩ nói giờ uống cho nó teo lại nửa lớn thì người ta phẫu thuật được thì bây giờ mình tính cái bài toán kinh tế ra thôi, chỉ cần một mình bé đây uống một ngày là một viên, cho một viên đây 150 mấy ngàn. 10 ngày là 1 triệu đó anh. Mà mẹ bé mà đi làm tháng có 6 triệu, sáu triệu mấy à? Dạ. Một ngày tăng ca luôn là chắc cũng được 7 triệu. 200 hơn 200 một xíu. 200 coi như là vô tiếng vô hết tiền thuốc rồi, còn chưa tính tiền ăn tiền trọ nữa. Tiền trọ nữa. Không, mướn không nhà đủ. Trọ để đi. Ủa? Nước. Dạ là còn mướn nhà trọ nữa. Dạ mướn trọ nữa đó chú. Để truyền nước xuống. Dạ truyền nước cho làm gì đâu có tiền có bạc gì nữa đâu. Dạ là không đủ tiền. Còn cha nó thì chú biết không? Nó cũng không có khỏe. Bệnh thoái hóa cột sống cổ nè, rồi cột sống lưng nè, rồi sạn thận nè. Bao nhiêu tuổi rồi mà thấy hoa? Dạ, rồi nó thở be sườn phải bị đau nữa chú, mà không biết bệnh gì nữa. Dạ. Cha nó không có khỏe, cũng bệnh như chú mà cũng gắng đi làm nữa chú. Thiếu gì nữa? Thuốc men rồi tả cháo dạ, lum la chứ. Thay cái ống gì cho bé, từ bé gì? Bé Bình Quân. Bình Quân chưa, bé Quân á? Dạ chưa chú. Dạ.
Đây cái ống nó cũng khoảng 2 triệu, bị cái nhỏ 1,7-50 triệu rồi chú. Hay 5 gòn. Dạ, nó dạ. Ăn nhiên chú. Tính cũng coi quẩn đãi thôi mà yên dịch thì cũng chở nó đi chỉnh, chắc thay giống nó chú, tại vì sợ nó nhỏ quá nó thở không đủ thở chứ. Đồ nghiệp nó. Đến hạn hôm trước là cô nói là đến hạn thai rồi mà phải không? Dạ, đến hạn thai rồi đó chú, mấy tháng nay rồi đó. Ở trong Tết tới giờ luôn mà đầu năm là thai rồi đó. Mà bây giờ mình chưa thay được. Dạ chưa. Dạ. Tại vì hầu đó cha nó đi làm giấy làm thủ tục của chú thì cha nó cũng biết chăm, đâu có biết đâu phải biết tôi vô tôi làm rồi đặng tôi giữ nó rồi. Thay có ngày sáng về rồi chú. Nhưng mà vô bữa nay rồi thay trong ngày nay rồi ngày mai nằm ngày lỡ rồi về rồi. Tổng chi phí nhiêu cô? Thì tiền ống đó chú ơi, tiền ống cái tiền thuốc men nó cũng khoảng 2 triệu mấy. 2 triệu mấy? Dạ. 2 triệu mấy? Cũng 2 triệu 2, 2 triệu 3 đồ, nếu mình đi xe rồi luôn cũng 2 triệu rưỡi đô lợi. Xe bị cũng hết mấy trăm rồi chú. Xe bao xe đi á, xe gì đó. Xe gì mà mình điện xe gáp á chú. À, bé không chịu rồi. À, để cho bé tự ba mẹ bé đi làm hết hả con? Dạ đi làm mà chú. Cô qua đây ngồi đi để con gửi tiền, trao tiền của Mạnh Thường Quân á. Dạ. Quý Mạnh Thường Quân cho cô. Vậy là cho tiền vài chiều kêu ba nó về đi mua thuốc. Dạ mua thuốc cho bé nha. Dạ. Dạ thưa cô, thì hôm nay thì con đến đây thăm lại hoàn cảnh của gia đình mình và đặc biệt là thăm về bé An Nhiên. Dạ. Thì ở clip trước thì con có quay về bé mà không có tiền uống thuốc á. Dạ. Thì hôm nay thì được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân. Dạ. Là chị Xuyên ở Nhật Bản. Dạ. Hỗ trợ cho bé 3 triệu. Dạ. Với lại một cô Huệ là Việt Kiều Bỉ. Dạ. Ủng hộ cho bé là 2 triệu rưỡi. Thì dạ, tổng cộng số tiền là 5 triệu rưỡi để cho cô. Dạ. Cô mua thuốc cho bé nha. Dạ. Để cho bé uống nha cô nha. Dạ. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 5 triệu rưỡi. Đây là phần quà của phần tiền ủng hộ cho bé mua thuốc uống để trị bệnh. Dạ. Đó là chị Xuyên ở Nhật Bản. Dạ. Với lại cô Hoài là Việt Kiều Bỉ. Dạ, chú, giờ dạ, tôi cũng không biết nói gì hơn, cũng cảm ơn cô mà cô Xuyên hả chú? Chị Xuyên. Dạ, cảm ơn. Dạ, gia đình chị Xuyên rất là nhiều, với chúc cho cô Xuyên được nhiều sức khỏe. Dạ, làm ăn phát tài phát đạt với người ta, rồi cũng có tiền để giúp đỡ cho dân nghèo nữa. Với lại cô Huệ. Dạ, ở Bỉ. Dạ, với tôi cũng cảm ơn cô Huệ rất là nhiều, đặng hỗ trợ cho cháu được số tiền này đặng mua thuốc cho nó uống. Để chiều nay cho cha nó về rồi đi mua thuốc cho nó uống tiếp. Cảm ơn mấy cô rất nhiều. Dạ, dạ, chắc cũng đủ hơn 1 tháng ha. Dạ đúng rồi chú. Dạ. À, mà với cũng cảm ơn mấy chú nghe chú, cảm ơn chú rất nhiều nghe chú. Dạ, dạ, chúc chú cũng dồi dào sức khỏe nghe chú. À. Dạ với chú luôn nữa. Dạ. Tất cả mấy chú luôn. Dạ. Dạ, đồng nghiệp chứ cũng nhờ chú xuống đây cũng với cô mấy cô bên Mỹ với bên Úc luôn mới biết cũng giúp đỡ cho cháu nó có tiền. Dạ. Nặng mà uống thuốc chú ơi, chứ giờ cũng khổ sức rồi. Nó giờ không tiền chú qua ngưng nó một mà mấy tuần nay rồi chú, rồi nó nóng rồi nó phì lại tôi sợ sức chú. Mỗi lần nó nóng mình là nó khó thở. Rồi có. Bây giờ con chuẩn bị qua bên đó luôn. Dạ. Thôi thì bây giờ cô với lại bé cố gắng để cho bé ăn dạ, bồi dưỡng sức khỏe để giữ dịch. Dạ. Sức khỏe nha. Dạ, để chiều nay cũng kêu cha nó mua thuốc. Không để xài đâu chú ơi, cái này là mua cho nó 1 tháng luôn. Dạ. Dạ, 1 tháng luôn. Thôi chúc mấy cô mấy chú bên bệnh cũng dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ, chúc chú cũng được vậy nghe chú. Dạ, thôi dạ, bây giờ thì chắc có lẽ là con sẽ qua bên kia. Dạ dạ. Bên bé Bình Quân. Dạ. Ơi, cô ơi con cho con gặp bé Bình Quân nha con. Dạ, chú uống xuống ở đây. Để cô lặng nó xuống ra chú hãy qua cái đem mình. Chú. Ấy da. Bắt dán lên. Ôi. Trời ơi trời. À. Nó bị nóng nó vô. Nóng lại. Ôi bước lên nó đi không? Ấy không con? Dạ không. Dạ còn nếu mà đi cháu nó nóng lắm, cực kỳ nóng luôn. Nóng Sài Gòn mà cô bác quý anh chị biết à. Lỡ. Chú nó cho chú nghe chú. Ông ơi. Đó chú bước lên đó đó chú. Dạ. Bánh xe, anh Hùng ơi, tắt nhạc giùm em với anh Hùng. Chú nhìn nó ghê nào.
Đâu? Mục cái trơn rồi đó. Đâu cô? Cái này hả? Dạ, nó mục cái trơn rồi đó, chú thấy nó hở không? Thấy nó bự gì mà nó mục hết hả? Mục cái trơn rồi chú, bên kia nó lủng ở dưới vắt nước luôn á chú. Mua dạ. Kèm luôn á. Dạ. Chợ nghe này nó thuộc về chồng muốn trồng rau rồi chú ơi. Đất lành gì đâu. Thôi con lên nha. Dạ dạ. Ấy da, chết rồi. Úi da. Ấy da. Ui nóng quá. Cô bác bên chị biết nó nóng kinh khủng. À. Ui. Ở nhà anh Hùng là bé Quân á là mỗi lần là ngủ hay thức gì là phải có người canh hết à? Ôi. Mình không dám nhìn luôn á cô bác quý anh chị. Sợ đau. Thôi để cho ngủ đi anh, để cho ngủ. Cho nằm đi, cho khỏe. Anh Hùng bữa nay không có đi làm hả? Dạ không, tại em cũng mới nằm trên bệnh viện về. Ủa, qua đây anh, qua đây ngồi. Ủa, làm gì mà nằm trên bệnh viện? Dạ em mổ chỉ. Trời ơi. Mổ hết nhiêu tiền nữa? Dạ, mấy triệu. Thì tiền đâu mổ? Em mổ mượn người ta. Mượn hả? Dạ. Mượn ai anh? Mượn tiền nóng cái gì? Dạ không, thì người ta không cho em mượn tiền lời, người ta lấy mất. Mà họ mượn người ta 10 triệu, ta lấy tháng 1 triệu. Mình bị trĩ lâu chưa? Dạ, bị lâu rồi mà, từ cái này giai đoạn nặng thì em phải cắt, bác sĩ cứ cắt. Ừ. Anh nằm ở mấy ngày rồi? Dạ, 3-4 ngày, em cũng mới về đây 2 ngày à. Bệnh viện nào? Dạ, bệnh viện Bình Dân. Bình Dân hả? Dạ. Ờ. Rồi, hôm ngày không có lao động, người tiền bạc là sao anh? Dạ, không có đi làm, nghỉ hai ngày nay đâu có đi làm đâu. Tại vì mới còn ngồi còn đau nữa, gán giữ cái này cho mẹ bá thay dầu ghe. Không ai coi nó rồi. Dạ. Ôi gặp hai cha con, cha cũng bệnh, con cũng bệnh. Mổ đỡ hơn chưa anh Hùng? Ta kêu mình mổ và mình kỹ, đừng có để cho nó nhiễm trùng lại anh. Ừ. Kỹ thì em cũng về mà uống thuốc, nó cho thuốc rồi bỏ cho xe nữa nó. Mười mấy triệu luôn. Dạ. Có không có bảo hiểm hả? Dạ không. Ôi sao vậy ta? Dạ. Sao? Nó vô nó kêu mình ứng hết 18 triệu lận anh. Rồi khi ra viện phí thì tính ra hết 15 triệu, còn 3 triệu. Ừ. Nó trả lại 3 triệu. Dạ. Bé ngủ thứ gì? Có ăn uống gì không? Dạ có, ăn cháo. Cháo hả? À. Bé ngủ mà bé lăn qua lăn lại rồi cái cần cổ nó đụng cái ấy đau dữ không ta? Không dám quay cận cảnh luôn á, không dám nhờ dòm luôn á. Hùng, ba tên Hùng, con này tên Quân. Nó thấy có xót xa dữ không? Bây giờ có sức khỏe là vàng luôn á. Mà thật ra cái môi trường sống ở đây nó rất là ẩm thấp, nên mình không biết nói sao luôn á. Thôi thì hôm nay thì em đến đây á. À, thăm lại hoàn cảnh của gia đình mình thì ở lúc trước cũng như là cái cuộc sống của gia đình mình đó thì cũng có một số mạnh thường quân cũng có hỗ trợ cho mình thì em xin thay mặt chị Xuyên ở Nhật Bản gửi cho gia đình mình là 3 triệu. Dạ, chị Xuyên ở Nhật Bản, anh đếm giùm em ơi, 2 triệu. Đây là phần của chị Xuyên Nhật Bản gửi cho bé để mà thay cái ống của anh vậy đó anh. Rồi tiếp theo là phần của cô Huệ là Việt Kiều Bỉ á, gửi cho mình 2 triệu rưỡi ha. Là tổng cộng là 5 triệu rưỡi nha. Dạ. Dạ rồi, cho em để lời cảm ơn cô. Ê, anh đếm giùm em, anh mất 2 triệu mà phải không? Này, 2 triệu rưỡi là 5 triệu rưỡi. Đây là cái phần mà các cô chị với lại cô
cô chị xuyên ở Nhật Bản với lại cô Huệ ở Mỹ đó, gửi cho bé hai cái ống để mà bé dễ thở khỏi bị nhiễm trùng đó, với hỗ trợ cho anh trong cái sinh hoạt hàng ngày rồi đó. Bé có biết gì đâu. Anh Hùng có muốn nói gì không? Dạ thì em không biết nói gì hơn, cho em gửi lời cảm ơn cô chú ở bên nước ngoài cũng hỗ trợ cho mình tiền cho con em nó phụ nó hai ống. Dạ nó cảm ơn nhiều với bạn thầy quân rồi, với em cảm ơn anh rồi xuống giúp đỡ rồi cho gia đình em. Với em thôi thì bây giờ mai mốt về tranh thủ thai đi nhanh nha, để có gì mai mốt lên em sẽ. Dạ tại đi thai mẹ lên bác sĩ nói giờ dịch nặng rồi, giờ phải tại vì đi á thì có mình nên em á thì em vô không có được, phải đi hai người. Dạ, dạ. Mà bây giờ lên chợ nó bắt test, bữa đi nó test tùm lum á, giờ còn đau nó mũi rồi thế mẹ em đi thì ba không chích mũi nào hết á, rồi lên chợ thì sợ bác sĩ nó không có cho vô này nọ rồi. Em muốn đi thai cho ngày lắm luôn mà giờ bác sĩ kêu về ráng lại cho dịch nó ổn định lại đi rồi hả lên mới lên. Dạ thôi thì mình tùy điều kiện gia đình của mình dạ, ha. Dạ em cũng ơi. Thôi em xin phép em ơi mình để vô đó để mình khử đi anh. Dạ cái này đúng rồi, để khử trùng nước muối á, mình mua nước muối sinh lý á, mua gần thùng thùng vậy á. Có mấy ngàn chai trăm mấy á, để cho mặn nó khử trùng cái ống. Dạ dạ đúng rồi. Thôi em chào dạ, gia đình mình. Em nói chung em cũng cảm ơn nhiều nha anh nha. Dạ. Không biết nói gì hết. Thôi chắc có lẽ là buổi hồ xin kết thúc clip lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành kênh buổi hồ từ trước đến nay cũng như là hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản. Xin chân thành cảm ơn cô Huệ là Việt Kiều Bỉ đã hỗ trợ cho Bùi Hồ để thực hiện video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ạ.